Chào anh em nhé. Thì ngày hôm nay là tối ngày 13 tháng 12 năm 2022 rồi. Thì sáng nay Bitcoin ở toàn bộ thị trường là giật một nếm một đỏ rất mạnh. Và bây giờ là 10 giờ 42 phút gần 11 giờ thì lại bắt đầu là bật tăng ngược lại. Và quá thú vị. Quá thú vị, quá đẹp trong một ngày đẹp trời. Đó. ADR thì sáng nay đâm rất là mạnh. Sáng nay em nến đỏ rất là mạnh luôn đó. Nến đỏ rất là mạnh, quẹt dấu nến tới 0.54 đó. Và tối nay thì sao, đến 10 giờ sẽ bật lên 0.63, 0.629 rồi. Anh em nào mà cầm ADA thì quá tuyệt vời. Tuy nhiên mình đang cầm hiện tại ADA con đốt này, hiện tại vẫn chưa bay đó. Dấu nến tương tự con ADA quét xuống 6.6, 6.7 đào khoảng 6 4 6%. Thì buổi tối nay vẫn chưa bật đó, chờ đợi xem dấu nến của ADA có giống của đốt không đó. Hàng loạt những con sau thì đang dần quay lại quỹ đạo đó. Có con ICP mình đang cầm từ 3 4 đô ở đây thì hiện tại đang tối nay đang bật, ui giời ơi, 5 đô 9 rồi. Năm đô chín rồi anh em, đang không biết đỉnh ở đâu đây. Năm đô chín đang bật rất mạnh rồi. Ok, buổi tối ngày hôm nay thì khá là dễ chịu cho anh em crypto. Một số anh em ETH, Bitcoin Cash hoặc là những con One, iCash, Atom thì vẫn đang theo sau. Riêng con Avax là đi cùng chiều con ICP và con Dodge rồi. Nói chung là ngày hôm nay là khá đẹp trời đây. Bitcoin đang xanh rồi anh em, đang bật lại rồi. Mình hy vọng là đây đủ cú điều chỉnh đầu tiên cũng là đầu tiên và cuối cùng của năm 2022. Thì trước tiên là trong 2 tuần nữa chúng ta có Giáng sinh và nó chào năm mới thì chắc là thì chúng ta cần phải chờ đợi đúng không em? Ok, quá tuyệt vời cho anh em nào cầm ADA. ADA performance rất là mạnh, rất là tuyệt đây rồi. Đó, chờ xem ADA phá đỉnh những đỉnh tiếp theo thôi. Quá tuyệt vời. Để tiếp theo ở cái mức cao hơn, mức 1 đô, 1 đô 2, 1 đô 3 vân vân. Và cùng chờ xem ADA có bật được không. Nếu anh em nào đầu tư bắt được từ ADA từ những khoảng giá 0.2, 0.3 thì bây giờ đã là x2 tài khoản rồi. Quá tuyệt vời cho anh em nào cầm ADA. Rồi thì thông tin tới anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Đó. Cảm ơn anh em.